trước cái lúc hôm diễn ra sự việc này thì cái người trên hòa đó là khi nào xảy ra cái va chạm với người bên xe mình chứ? Xảy ra nhiều lần thôi, chuyện va chạm rồi vì anh đã có nhiều thứ, đã có những là uống rượu vào rồi anh có một đôi lần và cuối cùng đơn lần trước và cuối cùng anh bảo vệ là xử lý một lần thôi. Nó có hành động cụ thể thế nào anh? Hành động về đơn lần nó đã đập vào, bảo vệ đã đập rồi. Và hàng ngày là anh mới có cái việc làm là đón bắt khách ngoài đường à? Hàng ngày là bắt ở trong bến, nhưng mà hôm đó thì thỉnh thoảng anh chạy ra là có mấy lần vừa rồi đấy, là có những anh là cái kiểu ngang tàng rồi ra đón bắt khách, chiếu riêng anh ra đón bắt khách trong bến, chứ không có một trường hợp nào cả. Khi xảy ra cái sự việc đêm thì bản thân anh và người bên xe mình có lo lắng không? Bên xe cho tôi chuyện đó thì lo, thì việc lo là lo, va chạm sợ anh em nó ảnh hưởng đến anh em, chứ còn anh em bảo vệ thì không sợ. Về cái chuyện va chạm thường ngày thì phải về đụng đồ với lái phụ xe về tất cả các cái sự còn tết bệnh thì cái việc đó là bình thường của anh em lực lượng.